Thưa quý vị, co-working space, không gian làm việc chung là mô hình không còn quá xa lạ với các công ty thời hiện đại. Không chỉ các start-up, freelancer mà các công ty lớn cũng dần chuyển sang mô hình này. Tiếp bước phát triển, co-working space không còn đơn thuần là nơi làm việc mà còn là nơi để kết nối và xây dựng cộng đồng. Không gian làm việc chung là mô hình lai ghép giữa share office, văn phòng chia sẻ và working coffee, quán cà phê làm việc, cung cấp nhiều tiện ích hơn so với mô hình văn phòng dịch vụ truyền thống, nhấn mạnh vào không gian làm việc mang tính cộng đồng và hướng đến trải nghiệm của khách hàng. Trong quá trình phát triển không ngừng từ một nơi để các startup làm việc, các không gian làm việc chung không còn đơn thuần là nơi chỉ để làm việc nữa, mà trở thành nơi để gặp gỡ, kết nối mọi người với nhau. Thấu hiểu những điều này, iTech Black đã mang đến thị trường Việt Nam một không gian co-working space toàn diện, tạo nền tảng hỗ trợ cho các công ty khởi nghiệp tối đa. Với không gian làm việc hơn 800m², được thiết kế nội thất hiện đại, cung cấp đầy đủ các tiện ích bao gồm phòng sinh hoạt chung, phòng họp rộng rãi, không gian làm việc riêng tư, các khu thư giãn phức hợp và khu vực tổ chức sự kiện, cùng với các dịch vụ đi kèm có sức chứa lên đến 250 người. Có 3 điều mà iTech Black Việt Nam chú trọng, đó là xây dựng cộng đồng, hỗ trợ startup và gây quỹ. Trong đó, mục tiêu quan trọng của chúng tôi chính là xây dựng cộng đồng khởi nghiệp ở Việt Nam ngày càng lớn mạnh thông qua vai trò kết nối các startup của mình. Điểm nổi bật của iTech Black Việt Nam đó chính là các thành viên trong cộng đồng sẽ có cơ hội tham gia chương trình ươm mầm doanh nghiệp khởi nghiệp, đồng thời nhận được các dịch vụ tư vấn khởi nghiệp, kết nối mạng lưới hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp. Bằng sự kết nối với các chuyên gia, tổ chức có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, iTech Black mong muốn giúp đỡ các startup phát triển và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước, tạo nên một vườn ươm doanh nghiệp công nghệ mở rộng điển hình tại Việt Nam.